Rất vui khi được đồng hành cùng quý khán giả của Sống Khỏe Mỗi Ngày trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ lâu rau muống đã được mệnh danh là vua của các loại rau vì chúng dễ mua, dễ nấu, lại hợp với khẩu vị của cả người già lẫn trẻ nhỏ, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức như thế này. Được ăn rau muống chấm với tương, kèm một bát nước luộc rau dầm xấu, thêm một quả cà pháo giòn tan thì thật là một bữa cơm tuyệt vời đúng không quý vị? Vậy thì hàng ngày bạn có thường xuyên sử dụng loại rau này hay không? Và liệu rằng bạn đã nghe về những tác dụng chữa bệnh mà loại rau này mang đến hay chưa? Chắc chắn là chưa đúng không nào? Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với Sống Khỏe Mỗi Ngày đi khám phá về 8 lợi ích vàng chữa bệnh tốt hơn cả nhân sâm, thuốc bổ của rau muống quý vị nhé. Các bạn thân mến, ở nước ta, rau muống là một loại rau rất quen thuộc. Tác dụng của nó được đánh giá cao trong việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh mãn tính. Các chất dinh dưỡng có trong rau muống cũng có lợi cho việc chống lão hóa da và giúp mái tóc thêm chắc khỏe hơn. Bạn đã nghe về những thông tin này hay chưa? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Tác dụng đầu tiên, ngăn ngừa bệnh ung thư. Rau muống có tác dụng gì? Một chế độ ăn hợp lý với rau muống sẽ giúp bạn hấp thụ đến 13 chất chống oxy hóa khác nhau có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư. Những chất chống oxy hóa này giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Các chất trong rau muống rất có ích trong việc ngăn ngừa ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư da và bệnh ung thư vú. Tác dụng thứ hai, bảo vệ sức khỏe của tim mạch. Chất béo cholesterol trong máu là một chỉ số được rất nhiều người quan tâm vì liên quan trực tiếp tới sức khỏe của tim mạch, là yếu tố quyết định bệnh tiểu đường. Thông thường, chúng ta luôn muốn làm giảm cholesterol có hại và rau muống chính là một thực phẩm có khả năng này. Rau muống có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của con người. Chúng cũng giàu vitamin A, vitamin C và beta-carotene. Đây là những chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do bên trong cơ thể, từ đó giảm mức cholesterol toàn phần, tránh hình thành các màng lipid lắng đọng trên thành mạch gây ra xơ vữa động mạch vành. Xơ vữa động mạch vành có thể dẫn đến bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ, gây suy tim, nhồi máu cơ tim hay thậm chí là đột quỵ. Folate có trong rau muống sẽ giúp giảm nguy cơ tạo thành các cơn đau tim hoặc đột quỵ. Magie cũng là khoáng chất có ích trong rau muống, giúp giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe của tim mạch. Theo một nghiên cứu, rau muống thậm chí còn hạn chế được chỉ số mỡ máu một cách đáng kể. Tác dụng thứ ba, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ. Chữa bệnh trĩ bằng rau muống có rất nhiều cách để thực hiện khác nhau. Trong đó có hai loại rau muống được sử dụng phổ biến, đó là rau muống biển và rau muống ta. Người bệnh có thể bổ sung dưỡng chất của loại rau này thông qua đường ăn uống hoặc dùng bã đắp trực tiếp lên búi trĩ. Cách đầu tiên, dùng nước rau muống chữa bệnh trĩ. Nguyên liệu gồm có 100g rau muống và 120g đường trắng. Cách thực hiện như sau. Rau muống luộc lấy nước, phần rau có thể bổ sung vào bữa ăn, phần nước giữ lại. Nước rau muống đun sôi với 120g đường trắng thành hỗn hợp đặc sánh. Sử dụng nước này uống 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 100ml. Cách thứ hai, đắp rau muống chữa bệnh trĩ. Tác dụng của nó sẽ làm giảm xương viêm, chống nhiễm trùng hậu môn, rất tốt cho người mắc bệnh trĩ ngoại có búi trĩ xa ra ngoài. Cách thực hiện như sau. Lấy một nắm rau muống, rửa sạch, giã nát. Đắp vào búi trĩ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Nên đắp trong vòng 20 phút để hoạt chất ngấm vào trong búi trĩ. Rửa sạch với nước, thực hiện đều đặn từ 2 đến 3 lần trên một tuần. Lưu ý rằng khi áp dụng phương pháp này cần nhặt bỏ lá sâu úa, rửa thật sạch bằng nước muối pha loãng để khử trùng nhằm loại bỏ vi khuẩn. Tốt nhất nên chọn rau nhà trồng để đảm bảo vệ sinh nhất. Tác dụng thứ tư, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu đã cho thấy khả năng giảm lượng đường huyết trong máu ở những con chuột bị tiểu đường khi ăn rau muống sống trong một tuần. Đối với các bệnh nhân bị tiểu đường type 2, khi được điều trị bằng dịch chiết xuất từ rau muống, mức đường huyết trung bình sẽ giảm tới 29,4%. Tác dụng thứ 5, điều trị bệnh về gan. Trong y học Hindu truyền thống, người ta tận dụng tác dụng của rau muống để trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng chiết xuất dịch rau muống hỗ trợ bảo vệ gan khỏi các tổn thương do hóa chất gây ra nhờ các enzyme giải độc, các chất chống oxy hóa và chất phá hủy các gốc tự do. Tác dụng thứ 6, trị chứng khó tiêu và táo bón. Rau muống rất giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Chúng cũng giúp làm giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Ngoài ra, ăn rau muống còn giúp bạn nhuận tràng, rất có lợi cho những người mắc chứng khó tiêu hoặc dễ bị táo bón. Nước ép rau muống cũng được sử dụng trong việc điều trị nhiễm giun sán. Chiết xuất dịch trong rau muống có tác dụng tẩy giun rất hiệu quả. Tác dụng thứ 7, tăng cường thị lực cho đôi mắt. Trong rau muống có chứa một hàm lượng cao carotenoid, vitamin A và lutein. Đây đều là những dưỡng chất có lợi cho mắt. Rau muống cũng làm tăng một chất đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Tác dụng thứ 8, cải thiện các vấn đề về da và tóc. Ngọn rau muống có thể dùng làm thuốc để điều trị một số bệnh như hắc lào, nấm da chân. Đây cũng là loại rau có khả năng giúp ngăn ngừa bệnh ung thư da và trị mụn trứng cá, bệnh chàm và bệnh vẩy nến rất hiệu quả. Bên cạnh đó, đặc tính chữa bệnh và giải độc của rau muống còn giúp bạn giảm cảm giác đau, châm chích khi bị ngứa da do phát ban hoặc bị côn trùng cắn. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho muối và một ít rau muống vào trong bát rồi nghiền nát. Sau đó dùng hỗn hợp thoa lên vùng da bị đau, ngứa rồi băng lại để giảm đau tại chỗ. Rau muống cũng như các loại rau lá xanh khác đều giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Điều này sẽ tăng cường khả năng chống lại các tác hại khi da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và làm giảm nếp nhăn có trên da. Chính vì vậy, việc thường xuyên ăn rau muống có thể giúp ngăn ngừa và đẩy lùi dấu hiệu lão hóa da. Bên cạnh đó, nước ép rau muống cũng cực kỳ tốt cho làn da. Uống nước ép rau muống sẽ giúp trẻ hóa da nhờ khả năng loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Trong rau muống có chứa nhiều vitamin như vitamin A, vitamin C, carotenoid và lutein là những khoáng chất quan trọng giúp làn da sáng và săn chắc hơn. Nước ép rau muống không chỉ làm đẹp da mà còn có lợi cho quá trình mọc tóc, khắc phục tình trạng rụng tóc và giúp cải thiện cấu trúc cũng như chất tóc. Uống nước ép rau muống kết hợp với rau diếp cá sẽ giúp cho bạn có được một mái tóc chắc khỏe, mượt mà và óng ả. Sau đây, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nước ép rau muống kết hợp với rau diếp cá. Đầu tiên, rửa sạch rau muống và rau diếp cá. Các bạn cũng có thể thay thế rau diếp cá bằng lá bắp cải. Cắt nhỏ hai loại rau, cắt thêm một lát chanh rồi cho tất cả vào máy ép trái cây hoặc máy xay sinh tố. Nếu dùng máy ép, bạn sẽ có ngay ly nước ép thơm ngon. Nếu dùng máy xay sinh tố thì hãy lọc qua dây bạn nhé. Mặt khác, bạn cũng có thể cho thêm nước cốt chanh hoặc một ít đường vào để tăng thêm hương vị cho cốc nước. Các bạn nên uống một ly nước ép với công thức này mỗi ngày để đạt được hiệu quả tối đa nhanh nhất. Ngoài những lợi ích như trên, tác dụng của rau muống còn thể hiện rõ trong việc điều trị hiệu quả viêm loét dạ dày, đau bụng kinh, đau răng, nhiễm trùng đường tiểu và chảy máu mũi. Những người hay bị mất ngủ hoặc khó ngủ cũng nên ăn rau muống thường xuyên để cải thiện tình trạng này. Dùng nước ép rau muống làm túi chườm lạnh có thể giúp hạ sốt. Loại nước ép này cũng được sử dụng như một chất thúc nôn trong các trường hợp bị ngộ độc đấy, bạn nhé. Quý vị thân mến, với những giá trị dinh dưỡng và thuộc tính chữa bệnh của mình, rau muống xứng đáng là một loại rau thân thiện cho sức khỏe đúng không nào? Tuy nhiên thì bạn cũng nên lưu ý rằng loại rau này cũng có những hạn chế nhất định đấy nhé. Thậm chí là loại rau này còn được đánh giá là một trong những loại rau chứa nhiều ký sinh trùng gây hại cho cơ thể đấy quý vị ạ. Chính vì thế thì hãy cùng tiếp tục theo dõi video để biết về những hạn chế này và có cách sử dụng đúng nhất quý vị nhé. Mặc dù loại rau muống cạn hay rau muống nước thì loại nào cũng có thể bị nhiễm độc do quá trình chăm trồng hoặc do ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Và đối với rau muống nước thì khả năng nhiễm độc sẽ cao hơn nhiều. Thường thì rau muống nước không được tưới nước nên lượng thuốc trừ sâu trên thân cây ít có cơ hội được tẩy rửa. Bên cạnh đó, lượng thuốc trừ sâu khi được bơm vào ruộng rau sẽ ngấm trong nước và rau này hút nước nên sẽ khiến cho cây rau muống nước càng dễ bị nhiễm độc. Cách sử dụng rau muống an toàn như sau. Rửa thật sạch rau muống bằng nước trước khi chế biến, tốt nhất nên rửa từng ngọn rau muống. Có thể ngâm rau muống với nước muối loãng, sau đó để ráo nước. Rau muống nên nấu chín kỹ để có thể tiêu diệt hết ký sinh trùng gây hại. Chọn rau như sau. Khi chọn mua rau muống ăn, bạn không nên mua những bó rau có cọng to hơn bình thường. Ngoài ra, cũng không nên chọn loại rau khi tươi bẻ thấy quá giòn, lá màu xanh sẫm. Nhìn từ xa, mặt trên của lá rất bóng và mướt vì rau này dùng quá nhiều đạm hoặc phân bón lá. Khi luộc, nước rau luộc nóng có màu xanh nhạt, khi nước nguội biến thành màu xanh đen và có vần kết tủa đen.
Ngoài ra, các bạn cũng cần lưu ý thêm về một số kiêng kỵ khi ăn rau muống sau đây để bảo vệ cho sức khỏe của gia đình. Thứ nhất, không nên ăn rau muống trái mùa. Nhiều người rất thích ăn rau muống, vì vậy kể cả mùa đông cũng thường xuyên mua rau muống về ăn. Tuy nhiên, rau muống trái mùa rất khó trồng và để có thể chăm sóc được loại rau trái mùa này cần phải sử dụng đến lượng phân bón cũng như thuốc bảo vệ thực vật rất lớn. Nếu bạn mua phải loại rau chưa phân giải hết lượng thuốc bảo vệ thực vật sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn. Thứ hai, không nên ăn rau muống khi có vết thương hở. Theo các chuyên gia, khi bạn có vết thương hở mà ăn rau muống sẽ dễ hình thành sẹo xấu sau khi vết thương lành hẳn. Nguyên nhân là bởi vì rau muống làm kích thích tăng sinh tế bào gây sẹo lồi, khiến cho làn da rất mất thẩm mỹ. Chưa kể, ăn rau muống còn khiến tình trạng da non mọc lên sẽ gây ngứa nhiều hơn bình thường. Vì vậy, nếu mọi người không muốn bề mặt da gồ ghề, trông mất thẩm mỹ thì cần hết sức chú ý về chế độ ăn, đặc biệt là phải loại bỏ rau muống ra khỏi các bữa ăn của mình. Chị em phụ nữ và nhất là những người có vết thương trên mặt thì càng không được chủ quan, tránh những hậu quả đáng tiếc. Thứ ba, không ăn rau muống với sữa. Rau muống được xem là một loại rau có chứa thành phần kháng canxi. Nó làm giảm khả năng hấp thụ canxi từ các loại sữa vào trong cơ thể khi bạn kết hợp hai thực phẩm này cùng lúc với nhau. Do đó, bạn nên chú ý không nên kết hợp ăn rau muống cùng với uống sữa cùng một lúc. Thứ tư, một số người không nên ăn rau muống. Theo nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, không phải ai ăn nhiều rau muống cũng tốt. Đầu tiên, đó là những người đau xương khớp. Rau muống là một loại thực phẩm nên kiêng kỵ đối với người bị đau xương khớp, bị viêm đau vì sẽ khiến cho chỗ đau thêm tê nhức. Theo đồng y, rau muống có tính phong, không tốt cho người đau và nhức mỏi xương khớp. Tiếp theo là người bị tiêu chảy. Vì rau muống thường được trồng và thả ở những nơi ao hồ nên rau muống thường nhiễm nhiều loại ký sinh trùng. Bởi vậy, những người mắc các bệnh về đường ruột, tiêu chảy, ăn vào thì rất dễ bị nhiễm khuẩn và gây tiêu chảy kéo dài. Thứ ba là người đang uống thuốc. Rau muống có tính giải độc, giải thuốc nên bạn không nên ăn rau muống trong thời gian đang điều trị bệnh bằng thuốc. Vì các chất có trong rau muống sẽ làm mất đi tác dụng của thuốc và khiến cho bệnh tình của bạn lâu khỏi hơn bình thường. Và cuối cùng là người hay bị ngộ độc. Rau muống là một loại rau nằm trong nhóm rau ăn lá, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cao, có chứa rất nhiều thuốc kích thích và thuốc trừ sâu. Việc sử dụng các loại rau có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng có thể khiến cho người tiêu dùng bị ngộ độc mãn tính đấy. Quý vị thân mến, như vậy là qua 15 phút của chương trình ngày hôm nay, bạn đã có cho mình những thông tin cần thiết để có thể sử dụng rau muống đúng cách và tránh gây hại rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.